Cảm ơn, xin chào tất cả anh em yêu âm thanh mọi miền trên tổ quốc. Hôm nay Cảnh Phạm xin giới thiệu một mixer. Thương hiệu nổi tiếng đến từ Japan. Mixer Roland VM3100 Pro. Mixer này gọi là mixer số digital, thích hợp hai effect. Thích hợp hai effect, một delay, echo delay, một dì vạt. Mixer Roland. Dòng Roland này xếp hạng là dòng thương hiệu trên thế giới cũng như ở Nhật Bản, là một trong những dòng mixer nổi tiếng về âm thanh và nhạc cụ. Anh em có thể tham khảo hỏi anh em về cái dòng thương hiệu của Roland này. Hôm nay anh em có thể là đi làm âm thanh hoặc là hát karaoke thì tuyệt vời, bởi vì mixer Roland của Nhật này là tất cả những linh kiện là dùng linh kiện cao cấp, chứ không như bì những cái vang số Trung Quốc được. Thật ra cái sao tiếng nó rất là hay, mà giá nó cũng chỉ hơn vang số một ít tiền thôi. Anh em đầu tư những cái đồ pro chuyên nghiệp, hàng thương hiệu đình đám này, chơi đánh rất là hay và hiệu quả. Còn nó vang số vang sát bây giờ nói thật là anh em toàn linh kiện Trung Quốc, toàn đồ Trung Quốc, toàn bán thương mại lấy tiền. Bên mình bán là những hàng xịn, hàng thương hiệu, hàng chính hãng. Bây giờ mình xin giới thiệu qua là đây em này, đây là phần effect này. Đấy, giả vật delay, giả vật delay, hai effect độc lập, effect 1, effect 2. Em này gồm tổng cộng tất cả là 12 đường vào, 12 đường tất cả. Anh em có thể chơi thoải mái, đánh đầu vào thoải mái, cắm nhiều thiết bị vào cũng được. Sau mình quay sau đặt đít cho anh em xem, máy móc đẹp nguyên, hàng ship bên nước ngoài, hàng đẹp, ốc A còn nguyên, chưa có sắt xì, chưa có han hát gì cả. Chứ hàng về Việt Nam mình là ngấm ẩm ngay, là cái này là nó rỗ hơn ngay. Đây, mình quay cho anh em, hàng có tiêu chuẩn. Điện auto volt từ 100 đến 220V. VM3100 Pro. Made in Japan, 15W. Em này thì hát karaoke rồi, gọi là sao số rồi. Giá rất hợp lý, chỉ hơn vàng số một chút thôi. Rồi quay đằng sau ra nhé. Anh em con này có thể là dùng cả được ghi âm ghi gác được nữa. Đi tổ có những đường này cho anh em ghi âm. Thích hợp hai effect độc lập, delay gì vậy. Con này chất nhạc của nó thì không phải bàn thôi. Nếu anh em nào biết về cái dòng Roland này, hoặc những cái dòng đàn đung với trống chung ấy, óc ung của Roland ấy, anh em biết là cái chất tiếng nó như nào. Nó quá là sao số rồi, mình không phải nói thêm nữa. Mọi chi tiết anh em xin liên hệ trực tiếp